xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Qua phần 1, chúng ta đã được nghe Thầy giảng dạy về điều thứ 10 để cho mình có thể biết một người trí là có những sự gì, điều gì, điều kiện gì mới là chính thức một người trí. Vậy thì con xin hỏi Thầy một cái nữa là hồi nãy con có hỏi là tại sao khi mình đẻ ra mình không còn nhớ gì nữa về quá khứ của mình, kiếp trước của mình. Thì lý do mà con hỏi vậy là tại vì khi con còn nhỏ, hồi nhỏ là bà con có kể con, tại vì con cũng hỏi y hệt như vậy, rồi bà con mới nói là trước khi con ở dưới địa ngục, một người ở dưới địa ngục trước khi họ có thể được sanh ra lại làm người hay làm gì đó, thì địa ngục cho mình uống một cái gì đó rồi mình quên đi mất tất cả. Rồi con mới nghĩ là vậy thì quá rất là mất công bằng cho con, tại vì lỡ mà con có sanh ra lại rồi con tạo lỗi lầm lại thì con cũng đọa tiếp tục ở địa ngục. Thầy nghĩ sao về cái đó? Đó là cái cách suy nghĩ của những người mà chúng ta thường nói là cái cách suy nghĩ ở trong dân gian đó, cho nó không phải là những gì mà Đức Phật đã khai thị. Người ta thường nói rằng là bị cho uống cháo lú thành bị lú lẫn, không còn nhớ gì cả. Nhưng mà thực ra đó cũng là một cái cách nói để cho thấy rằng cái người đó là cái người rất là vô minh. Cái đầu của họ là một cái đầu đất sét, không có một cái chất xám đàn khác vậy đó. Nhưng mà khi mà những cái người bình dân họ nói thì điều đó không có nghĩa rằng là họ sai, nhưng mà dựa vào những cái truyền thuyết của dân gian đó rồi họ nói như vậy, thì chúng ta cũng lắng nghe, suy gẫm và chúng ta sẽ đem cái giáo pháp mà Đức Phật đã khai thị để chia sẻ. Và cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì qua cái ánh sáng của chân lý nó sẽ xóa tan những cái ngộ nhận, những cái nghi vấn, nó sẽ trả lại cái sự thật cho sự thật, chân lý cho chân lý. Cho nên không phải tất cả những ai sau khi chết rồi, vấn đề là ở chỗ không phải tất cả những ai sau khi chết rồi đều bị đọa xuống địa ngục, cũng không phải tất cả những ai được sinh ra trên thế gian này đều từ dưới địa ngục mà lên. Địa ngục thực ra không trên không dưới, địa ngục có mặt khắp nơi. Điều mình nói cái cõi dưới là chỉ cho cái cõi mà nó rất là tối tăm, cái cõi nó rất là đau khổ để phân biệt với cõi trên thượng giới hạ giới, để phân biệt đại khái vậy. Chứ thực ra thì chúng ta thấy rằng không có cái cõi nào, cõi trên không có cái cõi nào, cõi dưới, trên dưới chỉ là một cái từ để mà phân biệt cái đẹp cái xấu, cái thiện cái ác, cái hạnh phúc và khổ đau. Thì trái đất này chúng ta thấy nó quay chung quanh mặt trời với một cái tốc độ rất là nhanh. Thì bây giờ mình ngồi ở đây thì ở trên trần nhà là ở trên phải không, nhưng mà bên kia nửa vòng trái đất ở trần nhà là ở dưới phải không? Yeah. Nó quay một chặng là nó thành tựu ra rồi tất cả những cái vị tinh tú, những cái hành tinh vân vân nó cũng quay. Chẳng hạn như mặt trời là định tinh mà chung quanh mặt trời là có 9 cái hành tinh nó quay quanh như vậy. Nói về cái dải ngân hà, nói về cái vũ trụ, những cái thiên thể vân vân, nó bao la vô tận. Và ngày hôm nay những nhà vật lý học, những nhà vũ trụ học đã có những cái khám phá rất là giáo hàng. Tuy nhiên cách đây trên 2600 năm, thưa quý vị, Đức Phật đã nói rất là chính xác, vũ trụ này không phải chỉ có một trái đất, cũng không phải chỉ có vài ba cái hành tinh, mà là số lượng không thể tính được, không thể tính được, gọi là vô lượng, gọi là vô số. Thành thử ra rất có thể chúng ta từ ở trên một cái cõi trời nào đó, khi hưởng hết cái phước rồi, chúng ta lại sanh ra làm người. Yeah. Rất có thể chúng ta từ ở một cái loài súc sinh, chúng ta sinh ra làm người, từ cái loài ngã quỷ vân vân, chứ không phải là
chỉ từ ở cái cảnh giới địa ngục. Bởi vì trong cái vũ trụ quan thì Đức Phật dạy đó, ngoài cái thế giới của loài người còn thế giới của ai? Thiên nè, nhân nè, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, bài súc sinh đó. Có tam đồ lục đạo, nó cũng nhiều lắm đó. Nói về về dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nói vô kể. Mỗi một cái cõi như vậy có bao nhiêu cõi trời, có bao nhiêu cái cõi nào trong kinh Đức Phật dạy rất rất là cụ thể. Dạ. Dạ, so với cái sự bao la của vũ trụ thì cái kiến thức của loài người rất là hạn chế, và mọi thứ trên đời nhiều người nghĩ ra đều là tương đối chứ không có gì là tuyệt đối cả. Bởi vì ví dụ như ban ngày của mình là ban đêm của người khác, và hiện tại của mình thì là quá khứ của người khác. Cho nên là mình không nên áp đặt những cái gì thuộc về mình áp đặt cho người khác. Nhưng mà mình có nghĩ như vậy không? Dạ, Nhật Bảo mình thì cũng nghĩ vậy. Tại vì một cái mà rất là đơn giản là thí dụ mình đang chờ cho đêm giao thừa của Mỹ là 9 giờ bên đây là đã 12 giờ khuya bên đó, là họ đã bắn pháo bông hết rồi. Đúng rồi. Cho nên là việc gì bên New York ấy, còn nói bên New York. Đó, chưa nói là bên các cái nước khác như là Úc hay Việt Nam vân vân, phải không? Thì cái sự sai biệt về thời gian á nó nhiều hơn, phải không? Nhiều khi có mười mấy tiếng hả? Thành ra tất cả mọi sự nó xảy ra trên thế gian này đều ở trong cái vòng tương đối, không có gì tuyệt đối. Cho nên nếu mà chúng ta kỳ vọng về một cái điều gì đó hoàn toàn tuyệt đối thì chúng ta sẽ trở thành thất vọng. Bởi vì ở cõi giới ta bà này là cái cõi giới tương đối. Trong cái cõi giới tương đối như vậy, mình không thể tìm ra một cái được gọi là tuyệt đối. Chính vì vậy mà mình phải hiểu để mình làm thế nào mình bước vào cái cảnh tuyệt đối. Đó là cái cảnh mà nó vượt thoát sự vô thường, biên dịch, cảnh giới vĩnh hằng. Đó là cảnh giới cực lạc, hay là đó là cảnh giới Niết Bàn. Dạ. Vậy trong 10 điều để phân biệt người trí, dự nguyện thích nhất là điều số 8 là biết đường về. Tức là thực sự trong cuộc sống của mỗi người chúng ta quá là bận rộn, chúng ta cứ loanh quanh mà không biết chúng ta đang đi về đâu, và chúng ta đang ở đâu, không biết cái vị trí của mình hiện tại là ở đâu. Cho nên là cái nơi mà an toàn nhất để mình trở về là bản thân mình. Mình nên trở về với cái cảnh giác của mình, với cái tự tánh của mình. Dạ, cái tự tánh của mình. Đó là nơi mà an toàn nhất và không bao giờ chúng ta có thể lạc được, đúng không thầy? Đúng vậy. Cô Dương Nguyễn nói rất là đúng. Bởi vì mỗi một chúng ta là một kẻ lữ hành. Chúng ta đang lang thang trên một cuộc hành trình vô định. Vô định và bất định. Nếu chúng ta không giải thoát cái cuộc hành trình bất tận này thì chúng ta cứ đi mãi nhưng mà không bao giờ đến đích. Chúng ta cứ đi lòng vòng ở trong ba đường sáu nẻo chuốc lấy cái nỗi khổ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta dừng chân lại cái quán trọ của nhân gian, đó là thế giới tại bàn này. Chúng ta là một kẻ lữ hành, cuộc đời là một quán trọ. Chúng ta dừng chân nó quán trọ này trong một thời gian 50 năm, 70 năm, 100 năm, 100 năm hơn, cuối cùng tất cả đều phải giả từ quán trọ để tiếp tục lên được. Và cái cuộc hành trình đó sẽ tiếp tục kéo dài nếu chúng ta không giải thoát vòng luân hồi sinh tử. Cho nên vấn đề ở đây là chúng ta phải biết được cái nơi mà mình phải trở về. Nếu mà không trở về, lang thang mãi, cuộc đời của mình không còn một cái ý nghĩa gì cả. Chỉ là nạn nhân của khổ đau, nạn nhân của vô minh. Cho nên kinh Hiền Nhân dạy là biết được chỗ về là một bậc trí giả. Biết được chỗ về, điều đó cho thấy rằng đó là một người có tuệ giác siêu việt. Không biết là trong 10 điều để chứng tỏ người trí thì Nhật Bảo Minh thích nhất là điều nào? Nhật Bảo Minh cũng thích điều thứ 8, là tại vì theo sự cái cách sống của Nhật Bảo Minh đó, là có một lần mình có đọc một cái câu mà mình
nó trúng ngay nơi tim mình luôn. Tại vì là Phật tử, là trong một năm, trong đời sống của mình là chỉ có 2 ngày mà mình không thể nào làm gì được hết. Đó là ngày hôm qua và ngày mai. Đúng rồi. Cho nên nhắc nhở mình là mình phải sống trong hiện tại mà thôi. Đúng rồi. Bởi vì quá khứ thì đã qua, mà tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại. Nếu mà không an trú trong hiện tại, chỉ hồi ức về quá khứ và hướng vọng đến tương lai, một cái tương lai vô bờ, thì mình sẽ đánh mất hiện tại. Và đánh mất hiện tại, điều đó có nghĩa rằng là mình đánh mất chính mình. Dạ đúng rồi. Vì vậy mà mọi người ai cũng mong muốn được tự tại. Tự có nghĩa là ngay bây giờ, và tại có nghĩa là ngay ở đây. Thì cho nên là Diệu Nguyện nghĩ rằng cái điều thứ 8 này rất là quan trọng và rất là ý nghĩa trong 10 điều. Tham gia tự tại, không còn bị ràng buộc, không còn bị đóng khung. Dù đó là trong một cái khung nào phải không ạ? Dạ đúng rồi thưa thầy. Thưa quý vị, lời giảng dạy của Hòa Thượng Thích Viên Lý và bàn luận của Nhật Bảo Minh và Diệu Nguyện về 10 điều để phân biệt người trí cũng đã khép lại chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp, xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa Diệu Pháp hoặc Chùa Điều Ngự với số điện thoại hiện trên màn hình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xây tương thân tình trong đạo Phật.